VFF gặp mặt huấn luyện viên Park để bàn chuyện tương lai sau khi thua Thái Lan. Theo thông tin mới nhất, lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam dự kiến sẽ có buổi gặp mặt trực tiếp với toàn bộ tập thể đội tuyển quốc gia Việt Nam để động viên tinh thần sau khi chúng ta không đạt được mục tiêu tại AFF Cup 2021. Riêng với huấn luyện viên Park Hang-seo, lãnh đạo VFF dự kiến sẽ gặp mặt và họp trực tiếp với vị chiến lược gia người Hàn Quốc để bàn về những vấn đề về tương lai, cụ thể là bàn về lộ trình của đội tuyển quốc gia Việt Nam cho các giải đấu trong năm 2022. Cũng theo thông tin mà chúng tôi nhận được, huấn luyện viên Park Hang-seo trước khi AFF Cup 2021 diễn ra đã nhiều lần than phiền với Liên đoàn bóng đá Việt Nam về chất lượng đội hình của đội tuyển quốc gia hiện tại. Ông liên tục nhắc về những nỗi lo mà chúng ta sẽ phải đối diện trong tương lai, đó là về việc phát hiện tài năng và duy trì mạch thành công. Dẫu vậy, dưới quan điểm của VFF thì đây là vấn đề không phải ngày 1, ngày 2 là giải quyết được. Do đó, huấn luyện viên Park và VFF dự kiến sẽ có buổi gặp mặt để nói chuyện về vấn đề này thêm một lần nữa trước khi chúng ta bước vào một năm 2022 với rất nhiều những giải đấu quan trọng. Ở bán kết AFF Cup 2021, tuyển Việt Nam dừng bước trước Thái Lan sau khi thất bại với tổng tỷ số 0-2. Hai bàn thắng của Chanathip song Krasin ở trận bán kết lượt đi khiến tuyển Việt Nam gặp bất lợi lớn. Dù thi đấu nỗ lực, song đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo không thể lội ngược dòng. Đây là lần thứ 8 những chiến binh rồng vàng thua trong các trận bán kết sau 13 lần tham dự. Các trận thua trước đó rơi vào các kỳ AFF Cup 1996, 2000, 2002, 2007, 2010, 2014 và 2016. Tuyển Việt Nam từng 3 lần đánh bại các đối thủ trong trận bán kết vào các năm 98, 2008 và 2018. Malaysia là đội bóng thua bán kết nhiều thứ hai với 5 lần vào các năm 2000, 2002, 2004, 2007 và 2012.